tình cha con mãi khắc ghi. Ơn cha con biết lấy chi đáp đền. Bầu trời yêu thương là đuốc sáng soi đường cho con đi cả cuộc đời. Trong gió chiều thu, mình tôi bước đi trong bồi hồi. Mây lững lờ trôi, đưa hồn tôi về chốn xa xôi. Hoàng hôn buông xuống, niềm nhớ thương dâng lên vơi đầy. Hình bóng cha bao la chan hòa, âm thầm cùng con tháng năm. Ơn nghĩa tình cha như núi Thái Sơn cao vời vợi. Ơn nghĩa tình cha như đại dương sóng nước mênh mông. Người là lẽ sống, là ánh trăng sao soi đêm trường, là đuốc kiêng đưa con trên đường, dạt dào nguồn suối yêu thương. Từ khi thơ bé cha đã dạy dỗ nuôi nấng không quan ngày đêm. Rồi khi con lớn cha đã dìu dắt từng bước con đi vào đời. Cha cho con bao điều, sinh cho con nhiều, mong cho con nên người sáng tương lai. Lời cha yêu dấu cương quyết con vẫn ghi nhớ không thể nào quên. Tình cha yêu dấu tha thiết con mãi ghi khắc trong tim bao ngày. Công ơn cha cao dày, yêu thương cha vô vàn, biết lấy chi đáp đền ơn nghĩa tình cha. Trong gió chiều thu, mình tôi bước đi trong bồi hồi. Mây lững lờ trôi, đưa hồn tôi về chốn xa xôi. Hoàng hôn buông xuống, niềm nhớ thương dâng lên vơi đầy. Hình bóng cha bao la chan hòa, âm thầm cùng con tháng năm. Ơn nghĩa tình cha như núi Thái Sơn cao vời vợi. Ơn nghĩa tình cha như đại dương sóng nước mênh mông. Người là lẽ sống, là ánh trăng sao soi đêm trường, là đuốc kiêng đưa con trên đường, dạt dào nguồn suối yêu. Từ khi thơ bé cha đã dạy dỗ nuôi nấng không quan ngày đêm. Rồi khi con lớn cha đã dìu dắt từng bước con đi vào đời. Cha cho con bao điều, hy sinh cho con nhiều, mong cho con nên người sáng tương lai. Cha yêu dấu cương quyết con vẫn ghi nhớ không thể nào quên. Tình cha yêu dấu tha thiết con mãi ghi khắc trong tim bao ngày. Công ơn cha cao dày, yêu thương cha vô vàn, biết lấy chi đáp đền ơn nghĩa tình cha. Trải qua nhiều đêm thao thức, nhiều ngày lo toan vất vả,
muốn cho những đứa con có một đời sống sung túc, huy hoàng. Trong gió chiều thu, mình tôi bước đi trong bồi hồi. Mây lững lờ trôi, đưa hồn tôi về chốn xa xôi. Hoàng hôn buông xuống, niềm nhớ thương dâng lên vơi đầy. Hình bóng cha bao la chan hòa, âm thầm cùng con tháng năm. Ơn nghĩa tình cha như núi Thái Sơn cao vời vợi. Ơn nghĩa tình cha như đại dương sóng nước mênh mông. Người là lẽ sống, là ánh trăng sao soi đêm trường, là đuốc thiêng đưa con trên đường, rạt rào nguồn suối yêu thương. Từ khi thơ bé cha đã dạy dỗ nuôi nấng không quan ngày đêm. Rồi khi con lớn cha đã dìu dắt từng bước con đi vào đời. Cha cho con bao điều, hy sinh cho con nhiều. Thank you.
vậy con xin kính mời Tam Mô Hiếu cùng với anh em chúng con ở ý trong giờ cầu nguyện. Con là thanh thần Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người luôn thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa châu thời cho đã mong đợi hưởng đông trong cây Chúa đi
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là cụ Phao-lô mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các thánh của Chúa. Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa hay an ủi, Chúa đã yêu thương chúng con từ thuở đời đời, và đã biến cảnh tang thương chết chóc thành rạng đông đời sống huy hoàng. Xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang khóc trong đau thương. Xin Chúa nên chốn lương thân sức mạnh nâng đỡ, để đưa chúng con từ chỗ khóc than u sầu đến chốn bình an và sáng láng trước tôn nhang Chúa. Và vì con Chúa, Chúa chúng con đã lấy cái chết của mình mà hủy diệt sự chết của chúng con, và khi sống lại đã tái lập sự sống. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi qua khỏi đời này được đoàn tụ với anh chị em ở nơi không còn khóc lóc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phao-lô được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng thần thu chiếu soi trên linh hồn Phao-lô. Kính thưa cộng đoàn, cũng như cụ Phao-lô, cuộc hành trình trần thế của chúng ta sẽ có ngày chấm dứt để trở về quê hương hạnh phúc trên trời. Chúng ta hãy dâng lên Chúa sự buồn rầu vì chia ly mất mát này và tin tưởng nguyện xin. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã vâng ý Chúa Cha mà đón nhận cái chết thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin cho hội thánh luôn sẵn sàng đón nhận những gian nan thử thách như lễ dâng cứu độ các linh hồn, nhất là linh hồn Phao-lô chúng con cầu nguyện hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, trần gian chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu. Xin cho những vị lãnh đạo các quốc gia biết tôn trọng và hỗ trợ mỗi người đạt được cùng đích của đời mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại để tiên báo ơn phục sinh cho nhân loại. Xin Chúa thương thanh tẩy mọi tội lỗi, và cho linh hồn Phao-lô được sống đời đời với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con đang buồn rầu thương nhớ người thân yêu đã ra đi về với Chúa được an ủi trong đức tin, và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu Ki-tô phục sinh, Chúa đã phán, khi được treo lên, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Xin đưa linh hồn Phao-lô lên hưởng nhan Thánh Chúa, và cho tất cả chúng con đang được vững tin vào tình thương cứu độ của Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giê-xu, xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được độ. Vì đời chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng tha thần và cho linh hồn Phao-lô chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn gian nơi đưa điện tội, thì xin mở cửa tủ rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
tay mẹ hiền nên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Isaiah, ngày ấy trước các đào tôi sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn niệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với tín hữu Chúa Kitô, niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày kén chôn, người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta có mang tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới lớp vải liệm, chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt để được sống lại vinh hiển với Chúa phục sinh. Màu trắng khăn ta cũng còn nhắc nhở chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền ngày ta chịu phép rửa tội, và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống hy sinh từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô như vậy sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép tăng phục cho chúng ta. Lạy Cha, tăng phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế, đau thương, ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, thì màu trắng cũng là màu tinh tuyển thanh sạch, vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới chúng con đã lãnh nhận ngày chỉ phép rửa tội, để trở thành con người mới trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho ban quyến khi mặc tang phục màu trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận biết Cha là lẽ sống, là danh hiệu, biết sống trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng tỉnh thức khi Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ở đây xin mời chị Thánh Tăng đội cho mình và phát cho tất cả thành viên trong gia đình họ.
chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh vì người tha tôi nằm nghỉ tới nguồn nước cho nghỉ ngơi. Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phao-lô vào thiên đàng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chánh, sợ gì vì uy danh người. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phao-lô vào thiên đàng. Cây roi và cây gậy của người, đó là điều an ủi lòng tôi. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phao-lô vào thiên đàng. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa xưng dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phao-lô vào thiên đàng. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mỗi ngày trong đời sống. Và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Xin Chúa đón nhận linh hồn Phao-lô vào thiên đàng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, mà thể xác cụ Phao-lô sẽ được giao phó như chiếc nhà tạm, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm của Đức Kitô đang ngự bên hữu Cha trong Chúa Thánh Thần. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phao-lô được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phao-lô. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sáng Loan. Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tình ra Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Nữ Vương Ban Sứ Bình An. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phán những nỗi u buồn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Người đi rồi, lệ sầu rơi cứ rơi. Người đi rồi, cõi lòng tan nát tan. Người đi qua mồ bia vào thế giới bên kia. Âm dương chia lìa, đêm vào khuya nhớ nhau đau lòng đau. Tình cha con hôm nào giờ còn là ấm vang ngọt ngào. Lời nói thanh cao giờ dệt thành nỗi nhớ xuyến xao. Gắn bó tâm giao thành kỷ niệm đau xót biết bao. Nuối tiếc sao đi nữa, người đã chết không sống lại được. Nghĩa tư là nghĩa tận, con đến gần nhìn cha lần cuối. Vĩnh biệt cha yêu, con đau buồn khi nói chia tay. Tiễn đưa cha hiền, lòng muộn phiền khi vắng bóng cha. Nhưng xin vui thật thà, vì niềm tin dạy con mừng cha về chốn quê nhà. Người đã từng nhận nại chẳng dễ dối. Sống tình thương hiệp nhất không buông xuôi. Cha như dòng suối tươi ruộng lúa khô cằn, giúp người ăn năn hướng thượng sống khiêm nhường. Chia tay lần cuối vĩnh biệt nhé cha hiền. Phúc trời vô biên, xin đừng quên người còn ở lại đời đường dài. Con đến gần nhìn cha lần cuối. Vinh biệt cha yêu, con đau buồn khi nói chia tay. Goodbye cha hiền, lòng muộn phiền khi vắng bóng cha. Nhưng xin vui thật thà, để niềm tin dạy con mừng cha về chốn quê nhà. Người đã từng nhận nại chẳng dễ dối. Sống tình thương hiệp nhất không buông xuôi. Cha như dòng suối tươi ruộng lúa khô cằn, giúp người ăn hướng thượng sống khiêm nhường. Chia tay lần cuối vĩnh biệt nhé cha hiền. Phúc trời vô biên, xin đừng quên người còn ở lại đời đường dài. Cha như dòng suối tươi ruộng lúa khô cằn, như vầng thái dương sưởi ấm đời con giá lại. Chia tay lần cuối vĩnh biệt cha yêu.
mai còn nhớ thương cha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyễn. Con xin được thay lời cho Thánh Sứ Du Xe, Chàng Phó Sứ Du Xe, Quý Thầy Sứ Du Xe, con cùng với lại Ban Thường vụ và Ban Điều hành của Giáo họ Lục Đức và Sứ Thiên Tâm xin được đến đây để gửi lời chia buồn đến gia đình của chúng ta. Chắc chắn sự ra đi của ông Phao Lô là niềm mất mát rất lớn đối với gia đình của chúng ta. Thế nhưng trong niềm tin vào Chúa là đấng từ bi và lòng nhân hậu, chính bàn tay để yêu thương của Chúa sẽ quật dậy những người đã nằm xuống trong ngày phục sinh. Ngài sẽ cho họ đứng thẳng lên, đứng lên để tiến về quê trời. Và chính bàn tay ấy chắc chắn cũng sẽ nâng đỡ những người chúng ta đang sống trong tình cảnh đau thương của mất mát. Vậy hiện lời mọi người đang hiện diện ở đây xin được cùng với gia đình Đăng Quyến cùng dâng lên Chúa lời cầu xin để xin Chúa đón nhận linh hồn Phao Lô được về với Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa chiên lành rồi thường giáo xa chi. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi đứng nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Quý trọng danh người dìu tôi đi trên đường công chính, dù qua thung lũng tôi luôn vui sướng tựa nương bên người. Chúa chiên lành người thường dẫn tôi đi, tôi không xa chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì những người đã an nghỉ trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đem đi làm một với Chúa Giêsu như vậy. Bởi thế, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói với anh em điều này. Chúng ta là những người đang sống, những người còn lại khi Chúa đến. Chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ, vì khi có hiệu lệnh, có tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đưa lên các tầng mây cùng với họ đi đón Chúa trên không trung. Và như vậy chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chúng ta là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là của ông Phao-lô, mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà sư Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miêu rễ ông. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa.
Tiếng ca dâng tình yêu thiên tha mẹ.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phaolô được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phaolô. Nào ta trung tùng Chúa, ta ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa Cha, kính thưa ban hành giáo cũng như ban điều hành giáo họ của Đức. Ở đây này cũng là chiều của lời gia đình. Xin phạt với nào cũng hợp lý là điều kiện cùng với tổng sĩ đạo xóm. Tắt máy. Em mời chị. Vâng, kính thưa các quyến, đặc biệt là chị, tất cả các anh chị em gia đình, hôm nay được tin Chúa gọi ông Phaolô về với Chúa trong tâm tình liên đới cùng tổ sống đạo sau. Thì hôm nay cũng vì công an việc làm, công việc đầy đủ với 40 gia đình ở tổ sống đạo sau để cùng chia sẻ niềm mất mát lớn lao của gia đình. Thì giờ đây cũng đại diện cho tổng đoàn tổ sống đạo sau xin hết lòng chia buồn với chị và tất cả các anh chị em trong gia đình, rồi chia buồn sâu sắc nhất. Vẫn biết rằng dấu chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, thì chúng ta vẫn mang trong tâm tình của những người thân ruột thịt, đó là những sự mất mát lớn lao của người cha suốt bao tháng năm gây dựng gia đình và lo cho các chị lớn lên trong bàn tay yêu thương, đã lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống. Giờ đây trong gia đình chỉ để lại những nước mắt rất lớn lao. Giờ đây thì tổ sống đạo sau cũng đến đây cùng chia sẻ những nỗi niềm nước mắt đó và xin nguyện xin Thiên Chúa dầu lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm cho và xin Chúa nâng đỡ an ủi tinh thần tăng quyến lúc này để chúng ta lo cô mọi giọt lệ và biến đau thương mất mát thành niềm phó thác đến chồng cho Chúa để linh hồn cao đủ chúng ta sớm được về với nhà của Chúa một cách bình an. Và trong tâm tình đó thì tổ sáng tạo cũng có lắng hoa để tâm lý cùng gia đình và ở đây thì trường chúng ta cũng là hiệp ý công nguyện để xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm yêu xót cho. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin cho một tình yêu công bờ bên. Nay con biết đây chỉ bao đêm lòng từ ai Chúa vô biên trong khi ta thank you.
con ở Thanh Bắc, chúng con đang làm việc bệnh viện Lương Tâm, nên hôm nay nghe tên buồn của chú Hữu và cô Hằng cũng như các quý nơi đây, chúng con muốn thông và cầu xin Chúa ban cho những người còn sống được bình an và có nhiều sức mạnh để chúng ta vượt qua những cái nỗi đau mất mát lớn lao này. Đồng thời chúng ta cũng dâng lên Chúa người thân yêu Phaolô để vì tình thương và sự hy sinh của chúng ta, ước mong Thiên Chúa là Cha chân lành sẽ đối thương đón nhận những linh hồn anh Phaolô về ngưỡng chung nhà và hồng đoàn của các bạn. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, chiều thứ năm và phục sinh, chúng con là những người còn có cơ may để cầu nguyện cho những người quá cố. Chúng con vẫn biết Hội Thánh Thông Công, Hội Thánh Thiên Quốc là Hội Thánh Trần, hay là Hội Thánh đang chiến đấu, chúng con còn có được cơ may để cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho những người đã khuất. Còn những người đã khuất rồi thì gọi là Hội Thánh trầm luân, tức là họ không còn một cái điều gì để có thể làm đẹp lòng Chúa hết, mà chỉ mong những người còn sống cầu nguyện cho. Ý thức được điều đó, chúng con xin Chúa ban cho người anh em tôi tớ Chúa là Phaolô khi còn sống, là những người sắp đắp bậc hèn cũng được nhận sự hy bao dung của Thiên Chúa và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con ở trên trời. Danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được thực hành này, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa can rồi, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tôi xin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Siêu Pilato chịu đáp đền trên cây thánh giá, chết và tàn sát, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi kính kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi kính có hội thánh cấp thế này có thánh không công. Tôi tin phép ba hội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy anh. Chúng con cậy vì dân Chúa nhân từ cho linh hồn Phaolô được lên chỗ nghỉ ngơi. Mỗi khi chúng ta đứng trước linh cữu của người quá cố hay là nỗi đau của gia đình, sự mất mát lớn lao, chúng ta lại văng vẳng nghe lời mời gọi của Đức Kitô qua Thánh Sử Gioan: anh em, lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, vì nhà Cha Thầy có rất nhiều chỗ ở. Những điều này Thầy nói ra là sự thật, nếu không thì Thầy chẳng nói. Bởi vì Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó, và Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại để đưa anh em đi đến nơi mà Thiên Chúa muốn. Trong niềm tín thác và sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta tin tưởng rằng cuộc sống này thật là bấp bênh, nay còn nay mất. Và khi chúng ta hiện diện trên cuộc đời này chỉ là sự hồng ân bao la của Chúa dành cho chúng ta. Như niềm tin của người Kitô giáo khi rời xa mảnh đất mẹ, thì Chúa lại không chê trách, nhưng mà Chúa lại mời gọi: Go home, hãy về nhà. Bởi vì về nhà đó là nơi chúng ta, nên trần gian chúng ta cũng cảm nhận được dù đi đâu chỉ có mong về nhà là sự bình an và nghỉ ngơi.
Và hôm nay chúng ta tin rằng anh Phaolô cũng được Chúa gọi hãy về nhà Cha, nơi mà Cha đã chọn sẵn. Chúng con thực sự bối rối và xao xuyến, không biết ông Phêrô, anh Phêrô, người thân của chúng con sẽ đi về đâu. Nhưng chúng con luôn tin tưởng niềm tin của Kitô giáo chết không phải là hết, nhưng mà đi từ cái cánh cửa trần gian đến nơi vĩnh phúc, đó là thiên đàng Thiên Chúa đã hứa ban cho mọi người chúng con. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm mà ông anh Phêrô, người thân của chúng con khi còn sống. Xin Chúa vì đường từ bi, Xin Chúa cất nhắc và đưa ông về hưởng cùng hạnh phúc trên thiên đàng và hợp cùng các thánh để ca ngợi Chúa luôn mãi. Từ vườn sâu tôi con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ vườn sâu thương nhau con đời trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chẳng tỏ hồi Chúa ơi, nào ai biết vẫn thành thơi những cha con Chúa Trời. Chúng con nguyện trong cơn gian nan thiên khó đứng đỡ đồng trên những bên sáng lan. Lạy cho thân trai thiện Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim được thân cử tỉnh cho thân Đức Bà Maria. Lạy ông thân Giuse là bản thân sát Đức Bà Maria trọn đời đồng trên. Các thân tự đạo nguyện thân. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho nên còn bao lâu được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng. Amen. Kết thúc chúng ta dâng lên mẹ lời chấp nhận xin vâng như mẹ đã thân thưa cùng sứ thần. Mẹ ơi, đời con dõi bước. Thank you.
thân quyến. Vừa được tin Chúa gọi cụ Phaolô về, chúng tôi ban trị sự giới cao niên giáo xứ Thánh Tâm đến đây xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này, sự mất mát mà không gì chúng ta có thể bù đắp cho nhau được. Nguyện xin Thiên Chúa tình thương tha thứ cho cụ những gì mà cụ còn thiếu sót. Xin Ngài mở rộng cánh tay yêu thương của Ngài ôm ấp linh hồn Phaolô vào lòng. Xin cho linh hồn Phaolô được tựa đầu vào trái tim nhân hậu của Thánh Tâm Chúa như Thánh Gioan đã được điểm phúc đó. Chúng ta cũng nguyện xin Thiên Chúa tình thương, nâng đỡ, an ủi, vỗ về những người thân của cụ còn lại. Chúng ta xác tín rằng một ngày kia chúng ta cũng sẽ được sum họp cùng cụ trên quê trời mà chúng ta hằng mong đợi. Cùng trong tâm tình cảm thông và chia sẻ, cụ là thành viên và là ân nhân của giới cao niên. Giờ đây chúng tôi xin được đặt lãng hoa để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Và chi hội khu phố 2 phường Tân Hòa cũng có tiễn đưa. Chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Của Chúa đã yêu con một tình yêu không tới, nay con biết đây chi bao đêm lòng từ ai Chúa vô biên bao dung đất trời cho vẫn được sinh sống trước khi con xuất hiện trên đời thì Chúa đã yêu con. Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến, nay con biết đây chỉ bao đêm lòng từ chết là bắt đầu cuộc sống mới, là bước vào cõi phúc ngàn thu. Trong niềm tin và hy vọng nơi Thiên Chúa phục sinh, cộng đoàn chúng ta dành những phút cầu nguyện này, xin Chúa xót thương linh hồn Phaolô và an ủi những người đang buồn tủi vì cuộc chia ly xa cách này. Chúa phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống lại ngày sau hết. Xin Chúa đoái thương linh hồn Phaolô mới qua đời. Khi còn sống là người đã tin vào rước mình mau Thánh Chúa làm vua nuôi linh hồn. Nhớ ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa, xin cho linh hồn Phaolô được sống lại với Chúa trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người. Xin Chúa ban cho linh hồn Phaolô đã trong một đời phục vụ Chúa mà nay đã qua đời được cùng Chúa chung hưởng hạnh phúc bất diệt trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Giờ đây linh hồn Phaolô đã lên đường về với Chúa. Xin cho linh hồn Phaolô được yên nghỉ trong Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Giây phút này đại tăng quyến chúng ta đang phải chia ly với người thân yêu là linh hồn Phaolô. Xin Chúa thương nâng đỡ an ủi đại gia đình chúng ta. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng hằng nâng đỡ ủi an những ai gặp cảnh than sầu khổ, nguyện xin Chúa mở lượng từ bi mà đoái thương đến linh hồn Phaolô,
này được sớm vào hưởng nhân thánh Chúa. Xin Chúa thêm sức chịu đựng cho các quyên để họ có thể vượt qua được cơn thử thách sầu thương này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các quyên hồn thiên hạ được đồng. Thì ra chúng con xin che đất nhân hẳn vô cùng. Xin ta vẫn phạt cho linh hồn vào lô chúng con cầu nguyện hôm nay. Hoặc còn đang nơi lửa liệt cầu thì xin mở cửa tủ ra đây cho ra. Và đem đến cho thương mọi sự vui thật và nước thiên đàng. Cầu nguyện Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được. Nếu Chúa có lòng lại cùng vì lời Chúa ban ưa. Con đã trong cận Chúa, linh hồn con cây vì lời. Khi đã trong cận Chúa, nhưng kẻ lập lên Đức Chúa Trời. Đêm ngày hãy trong cây cửa cho Đức. Vì coi đất nhân lời này thương vô cùng. Sẽ ra hết mọi tội lỗi nghe làm đơn người thay anh lạy Chúa xin ban cho linh hồn bao lô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn bao lô cho mọi người và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn. Ông là ân nhân của hội và thánh Anna, hội có một bằng để tri ân xin gia đình nhận cho. Kính thưa tăng quý, gọi linh hồn phao lô về cùng Chúa, hội và thánh Anna giáo xứ thánh tâm đến đây trước cơn hiu chia buồn cùng tăng quý. Xin Thiên Chúa an ủi tăng quyến trong lúc đau buồn này và giờ đây xin tăng quyến hợp cùng với chúng tôi để dâng giờ cầu nguyện lên Chúa và thánh quan thầy bầu cử sớm đưa linh hồn Phaolô về hưởng nhan thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trở về cùng Chúa. Chúa ơi, con nay trở về, lòng sâu không hối khôn nguôi, muốn khóc cho muôn niềm tin, đã cho bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàm, lấy tên yêu thương tình
mừng thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Hồn thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hồn thánh trên trời. Xin cho mỗi thành phần dân Chúa luôn tan bén làm chứng cho thế giới. Về mùa sông viên ngạn mai sau, qua trình đời sông chúng ta cứu mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với người. Xin Chúa cho linh hồn Phaolô được yên tin rửa tội cùng được hưởng quanh thuốc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung, nhận ra tình thương của Chúa mà can đảm đau nhận cái chết với lòng tin. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn phong đô được yêu nhân thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con luôn trong tay vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác ông vào lâu cũng được sống lại trong ngày sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất mực khoan dung, hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh truyền cầu mà ban cho linh hồn Phaolô là ân nhân của hội bà thánh Anna chúng con đã lìa thế, được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì đầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng tha phần và cho linh hồn Phaolô chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi lửa luyện ngục, thì xin mở cửa tù đàm ấy cho ra và đem đến chốn đưa mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Xin Chúa gọi linh hồn Phaolô về cùng Chúa, giới hiện mẫu giáo xứ thánh tâm chúng tôi đến đây trước ơn yêu chi hồn tam quyến. Xin Thiên Chúa nâng đỡ an ủi tam quyến trong lúc đau buồn này, và ông Phaolô cũng là ân nhân của giới hiện mẫu chúng tôi. Giờ đây chúng tôi xin gia đình tam quyến hợp cùng chúng tôi để chúng ta dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Phaolô. Nếu ông còn vướng mắc sự gì đối với Chúa thì xin Chúa tha thứ và sớm đưa linh hồn ông về hưởng nhan thánh Chúa. Cha, con và thánh thần dâng cho ngài trọn đời con bước theo chân ngài. Còn buồn Chúa ở đâu thì cho con ở đó để trọn đời con dâng làm hy tế để trọn vui trong Chúa muôn đời. Ngài con đặt hy vọng nơi ngài, con dâng sáng hồn lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Thưa cộng đoàn, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, đấng đã chiến thắng tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành.
Hội Thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến Hội Thánh trên trời. Xin cho mỗi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau qua chính đời sống chúng ta của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết, cùng được mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với người. Xin Chúa cho linh hồn Phao-lô đã được ghi ân tin rửa tội cũng được hưởng hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ủi những ai đang trong giờ phút lâm chung nhận ra tình thương của Chúa và can đảm đón nhận cái chết với lòng tin tưởng có thêm. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Phao-lô được hương nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lê-lê-rô từ cõi chết sống lại. Xin cho chúng con luôn cậy trông vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác ông Phao-lô cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất ngực khoan dung, hằng thiết tha cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhầm lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh truyền cầu mà ban cho linh hồn Phao-lô là ân nhân của giới hiền mẫu chúng con đã lìa thế, được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay gia đình chăm sóc bệnh nhân giáo sư chúng tôi đến đây để chia sẻ những mất mát lớn lao mà gia đình đang gánh chịu, đồng thời dâng lời kinh tiếng hát để cầu nguyện cho ông. Nếu vì cuộc sống lỗi lầm mà ông còn thiếu sót thì với Chúa với tha nhân, xin Chúa thứ tha cho ông. Trong hành trình cuộc sống, ông và gia đình cũng có đóng góp một chút đối với gia đình chăm sóc bệnh nhân để làm công tác của giáo xứ. Hôm nay trước linh cứu ông và gia đình chăm sóc bệnh nhân có bức chướng và đến gia đình để trí ân gia đình, xin gia đình nhận cho. Giờ đây xin mời mọi người đến cho ông Phao-lô. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Ông gọi tôi về, hồn tôi hân trở về quê mình, đã nơi không còn chết.
tôi và hội lòng Chúa Linh Tốt đến đây để chia sẻ nỗi niềm thương nhớ đớn đau của gia đình khi người đã thương ông lìa đời. Thầy cùng với gia đình cầu nguyện cho ông Paulo sớm được hạnh phúc nước trời. Suốt cuộc đời dù trải qua nhiều thử thách, ông Paulo vẫn giữ vững niềm tin và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Giờ đây ông được Chúa gọi về với người, về với đấng mà suốt cuộc đời ông yêu mến kiếm tìm. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của ông Paulo và cho ông được hưởng lời chúc phúc. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với ông Paulo vì muôn ơn làm Chúa đã thương ban cho ông trong suốt cuộc đời. Kính thưa các quý, ông Paulo là ân nhân của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót, đã cộng tác với chúng tôi trong quyền ở ban nước Chúa. Trong tâm tình hiệp thông chia sẻ, chúng tôi xin được đặt lắng nghe hồi là tấm lòng thành kiến đưa ông về cõi vĩnh hằng. Và hằng ngày vào lúc 15 giờ, chúng tôi cầu nguyện cho ông Paulo, cùng với đó là việc xin lễ vào thứ hai và thứ sáu đầu tháng. Để cầu nguyện cho các thân nhân và các hội viên đã qua đời. Giờ đây đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa thương lòng. Ở đâu thì cho con ở đâu, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Trước khi chúa con linh hồn cụ Paulo về với Chúa, cụ Paulo cũng là anh em của giới gia trưởng giáo xứ Thích Âm. Anh em chúng tôi đến đây xin được chia sẻ sự mất mát lớn lao này với gia đình. Một sự mất mát mà có lẽ không gì trong chúng ta có thể bù đắp cho nhau được. Nguyện xin vị Chúa tha thứ cho những gì mà linh hồn cụ Paulo còn thiếu sót. Xin ngài mở lòng đến tay yêu thương ngôn ước linh hồn cụ Paulo vào lòng. Xin cho linh hồn cụ Paulo được từ đầu với trái tim nhân hậu của Thánh Tân Chúa như Thánh Gia đã được tiếng phúc đó. Cũng nguyện xin đi Chúa tình thương, nâng đỡ, tha bùi cố về những người thân của linh hồn cụ Paulo còn ở nhà. Và tất cả cùng xác tín rằng, một ngày kia tất cả chúng ta cùng với linh hồn cụ Paulo sẽ được chung họp trên quê trời, là nơi mà mỗi người chúng ta không còn đợi. Cũng trong tâm tình chia sẻ với gia đình,
từ vị gia trưởng ngọn đồi Đức cũng xin một thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn cụ Paulo. Trong tâm niệm, ký cùng anh em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Con hằng mơ ước tìm về bên Chúa. Chúa đấng cứu độ con, lạy thiện Chúa đấng cứu.
độ con. Lời thăm tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành. Hội thánh tại thế giúp chúng ta tiến đến hội thánh trên trời. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn can đảm làm chứng cho thế giới về cuộc sống viên mãn mai sau qua chính đời sống chúng ta của mình. Xin Chúa ngàn lời chúng con. Nhờ bí tích thanh tẩy, chúng ta cùng chết, cùng mai táng với Đức Kitô để được cùng sống lại với Người. Xin Chúa cho linh hồn Phao-lô đang được ghi âm tin lừa tôi cũng được hương hạnh phúc ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Niềm tin phục sinh là nền tảng giáo lý Kitô giáo. Xin Chúa thương an ôi những ai đang trong giờ phút lâm chung nhận ra tình thương của Chúa mà càng đang đón nhận cái chết với lòng tin thương khó khăn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh phục không công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Phao-lô được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã cho Lazaro từ con chết sống lại. Xin Chúa cho chúng con luôn cậy trông vào quyền năng của Chúa và vững tin rằng thân xác ông Phao-lô cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện, lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa mở đường Đức Trời cho linh hồn ông Phao-lô và tất cả những ai khi còn sống ở trần gian đã trung thành với Chúa và cho chúng con đang hướng lòng về quê trời mai ngày cũng được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con
sẽ bơ vơ, bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ. Vắng bóng cha yêu, cha ơi.